Xin chào tất cả các bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ với các bạn cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay kiến trúc Kisato chúng tôi không giới thiệu các bạn về mẫu nhà ở nữa, mà muốn giới thiệu các bạn một mẫu quán cà phê NT được công ty chúng tôi thiết kế cho một vị gia chủ, đó là anh Phạm Văn Thắng ở khu vực Đại lộ Đông A, thành phố Nam Định các bạn nhé. Thì Đại lộ Đông A, thành phố Nam Định thì là ở ngay khu vực trung tâm thành phố rồi. Nếu các bạn đi qua đại lộ này thì bạn sẽ thấy ngay quán cà phê Lauren Coffee and Tea. Đó, các bạn có thể xem thêm cái video thực tế, đó là khám phá kiến trúc quán cà phê hiện đại 2 tầng Lauren Coffee tại thành phố Nam Định, do công ty chúng tôi đã đưa lên trên kênh YouTube Kisato đấy ạ. Thì bạn sẽ thấy ngay cái quán cà phê này ở cái đại lộ Đông A, rất nổi tiếng ở Nam Định và đang được rất là nhiều bạn trẻ đến đây để check in cũng như thưởng thức cà phê. Đó, thì đây là cái sản phẩm do chúng tôi thiết kế cho anh Thắng các bạn nhé. Đó, vì vậy các bạn nhớ lên trên YouTube gõ Kisato và nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ mẫu nhà nào. Thì công ty chúng tôi thiết kế rất nhiều các cái mẫu nhà khác nhau. Ngoài ra chúng tôi còn làm nội thất sân vườn hoặc là những vật liệu mới, công nghệ mới chúng tôi giới thiệu để các bạn thể tham khảo hỏi áp dụng trong chính tương lai của mình. Và các bạn thể chưa biết đến Kisato thì bạn thể vào website kisato.vn để tham khảo thêm về năng lực công ty chúng tôi. Hiện nay chúng tôi có 6 trụ sở ở Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Đồng Nai, và chúng tôi còn mở thêm nhiều trụ sở nữa. Mỗi trụ sở chúng tôi khác biệt, đó là gì ạ? Gắn liền với ngôi nhà trải nghiệm để bạn thể trải nghiệm về nội thất, sân vườn và về phần ngoại thất. Hoặc các bạn thể tham khảo kênh TikTok kiến trúc Kisato của chúng tôi. Đó, thì đó là một số kênh truyền thông để các bạn thể tham khảo thêm về đơn vị chúng tôi. Rồi bây giờ quay lại công trình của nhà anh Thắng. Thì anh Thắng cũng đã biết công ty chúng tôi rất là lâu rồi và cũng biết rất chúng tôi thiết kế cũng như thi công chọn gói rất là nhiều các công trình ở khu vực thành phố Nam Định. Thì quyết định gọi chúng tôi về để kiến tạo cho anh một công trình cà phê, quán cà phê đẳng cấp ở khu vực Nam Định. Thì anh rất là hy vọng Kisato kiến tạo cho anh một công trình nó khác biệt hoàn toàn so với những cái quán cà phê đã có và đang có ở khu vực thành phố Nam Định. Thì đây là một quán tôi nghĩ về mặt kiến trúc khá là độc đáo và có cái sự khác biệt ở cái khu vực thành phố Nam Định. Thì nếu được thì các bạn đi qua đại lộ Đông A, bạn thể đến đây để thưởng thức một ly cà phê và đồng thời ngắm về cái không gian nội thất cũng như ngoại thất cũng như sân vườn mà chúng tôi thiết kế cho quán nhé. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sâu một chút. Thì đây là cái quy trình làm việc công ty chúng tôi. Thì chúng tôi quy trình hóa, sơ đồ hóa và chuyên môn hóa để giúp cho hồ sơ chúng tôi chuyên nghiệp hơn và giúp cho chúng tôi chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất trước, trong và sau quá trình thiết kế các bạn nhé. Các bạn có thể xem qua một số hình ảnh. Đây, ngày xưa thì khu đất này anh Thắng mua được ở khu vực ở đại lộ Đông A, thành phố Nam Định, rất là đẹp. Đó, và anh muốn ở đây là có một cái khu quán cà phê bắt mắt ở ngay khu vực đại lộ, mà các bạn biết là nó ngay cái trục vòng xoay đấy ạ. Đấy, ngay ở cái khu vực trục vòng xoay rất ngay gần cái tôi không nhớ nó là ngã tư hay ngã năm gì đó. Đó, rất là đẹp và bắt mắt. Đây, chúng ta sẽ xem lại một chút cái view flycam thì bạn sẽ để ý hơn. Đó, đây các bạn thấy đây, đấy ngay cái trục vòng xoay rất là nổi tiếng của khu vực thành phố Nam Định đúng không ạ? Đó, thì quán cà phê nằm ngay ở góc này. Đó, các bạn có dịp qua thì có thể thưởng thức và ngắm thêm về phong cách kiến trúc của chúng tôi nhé. Thì chúng tôi sẽ đưa những cái sự khác biệt và độc đáo vào cái sản phẩm để làm sao mà các bạn có thể có một cái công trình kiến trúc bắt mắt. Tại vì kinh doanh cà phê thì cái phần bố trí không gian sân vườn cũng như nội thất và ngoại thất rất quan trọng, bắt mắt để thu hút được gì ạ? Những giới trẻ đến đây để thưởng thức một ly cà phê, ngoài việc là chúng ta có ly cà phê ngon thì cái không gian cũng rất là ảnh hưởng đến cái việc là kinh doanh quán cà phê đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu một chút nữa. Đây, đây là hiện trạng các bạn nhé. Khổ đất là như vậy. Hiểu một chút nữa về mong muốn của anh Thắng đi. Mong muốn của anh Thắng thì chúng ta đi sâu luôn vào công trình đi. Đi sâu luôn vào công trình các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến tổng mặt bằng công trình. Thì chúng tôi sẽ để dập lùi lại một khoảng không gian phía trước để làm không gian sân vườn. Sau đó về đến cái vị trí xây dựng của quán, chứ chúng tôi không để quán ra sát phía mặt đường các bạn nhé. Tại vì một quán mà có không gian sân vườn, có khu vực để xe thì sẽ thu hút hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta làm quán sát đường. Và thực tế thì các bạn thể thấy trên view đây là không gian sân vườn, lối đi vào này rất là lên thơ. Đó, để giới trẻ thì ạ, đến quán này có thể là check in rất là nhiều các cái chỗ để chúng ta check in trong cái quán cà phê này. Ok, bây giờ tôi muốn giới thiệu sâu các bạn về mặt bằng công năng. Ở khu vực sảnh chính thì chúng tôi thiết kế cho quán là 11m29 các bạn nhé. 11m29 từ tim trục A đến trục B.
và chiều sâu là 16m8, 16m8. Tại sao chúng tôi ra kích thước này? Thì dựa vào gì ạ? Cái số lượng người sử dụng, dựa vào cái công năng giữa gì ạ? Chủ nhà và bên đơn vị kiến trúc chúng tôi tư vấn để làm sao đưa ra một cái kích thước nó hợp lý nhất về chiều ngang và chiều sâu. Và tất nhiên đối với cái kích thước như thế này thì chúng ta hoàn toàn có cái lối đi lại ở xung quanh nữa, thì tí nữa tôi sẽ chia sẻ cái view cụ thể để các bạn có thể nắm được. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với mặt bằng kiến trúc quán cà phê tầng 1, thì bạn sẽ thấy chúng tôi sẽ để toàn bộ không gian để có thể kinh doanh quán cà phê. Đây các bạn thấy đấy, bàn này đúng không ạ, các cái bàn uống cà phê, còn đây là quầy bar rất là rộng, cầu thang bộ đi lên trên. Còn chỉ để lại một phần nhỏ sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 3 mét một chút theo chiều này, để làm phòng kho 9,8 mét vuông, khu vực phòng nhân viên 9,48 mét vuông và khu vực vệ sinh chung cho quán ở dưới tầng 1, chia vệ sinh nam riêng và vệ sinh nữ riêng. Đó. Và tất cả bốn mặt đều rất là thoáng khi chúng tôi có mở cả cái vách kính hoặc các cái khu vực cửa đi cửa sổ các bạn nhé. Đấy, các bạn hãy xem mô hình 3D này. Đó. Rồi, nếu cụ thể hơn nữa thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số view. Đấy nhá, cái này tôi sẽ chia sẻ thành video clip sau, nhưng mà tôi sẽ chia sẻ trước cho các bạn một số view về phần nội thất đi. Đấy. Một số view phần nội thất của quán. Đây là cái view nội thất. Các bạn đến quán bây giờ nó tương tự như vậy đấy ạ, ở không gian của tầng 1 đấy ạ. Đấy, đây là cái khu vực quầy bar. Nhìn rất trẻ trung hiện đại đúng không ạ? Và có cái phong cách rất là khác biệt, đặc biệt là gì ạ? Rất là thoáng khi có rất là nhiều các cái vách kính mà chúng tôi thiết kế cũng như các khu vực cửa sổ. Thì các bạn đến đây uống cà phê bạn sẽ cảm nhận được trực tiếp cái điều này các bạn nhé. Northern and coffee and tea. Rất bắt mắt và đẹp đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với không gian của một tầng 2 đi. Tầng 2. Tầng 2 thì trên này ấy, thì vẫn là các cái khu vực bàn uống cà phê, nhưng mà chúng ta chia thành nhiều cấp độ. Ví dụ bàn 2 người, bàn 4 người, bàn 6 người, đúng không ạ? Hoặc là cái khu vực bàn tròn thì có thể ngồi được 8, 10 người. Và chúng tôi thiết kế thêm một khu vực bục sân khấu nữa để có thể là biểu diễn về music ở cái khu vực sân khấu này. Và vẫn tất nhiên vẫn có diện khu vực vệ sinh cho tách riêng nam riêng nữ riêng. Đó. Thì các bạn hãy cùng chúng tôi xem qua về cái 3D cũng như cái nội thất của trên trên tầng 2 nhé. À, chúng ta sẽ xem một chút về nội thất trên tầng 2. Rất đẹp và bắt mắt ạ. Đấy, đây là không gian ở trên trên tầng 2 các bạn nhé, trên tầng 2. Đó, thì các bạn sẽ thấy là sẽ có bàn 2 người, bàn 4 người. Có một sofa đơn, hoặc là có những cái bàn 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 VIP hơn đúng không ạ, mỗi người một ghế đơn như thế này đấy, và cái cốt này chúng tôi cũng nâng hẳn cao lên để tùy vào mỗi nhu cầu mỗi sở thích và đa dạng cái kiểu ngồi, cái phong cách ngồi để cho mọi người đến quán cảm giác cái không gian nó rất là chill và có nhiều cái góc để chúng ta chụp ảnh đấy, có những cái góc mà chúng ta chỉ để ghế, những cái bồn cái chậu hoa để có những cái góc chill như thế này. Đấy, hoặc là bàn 6 người cũng có. Đó. Rồi các bạn, đây là dưới tầng 1 nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xem thêm trên tầng 2. Đó, rất là chill như vậy đúng không ạ? Ok. Đấy là giới thiệu qua thôi với các bạn thôi. Còn hôm nào tôi sẽ có một cái video chi tiết hơn về phần nội thất cụ thể của quán cà phê. Rồi, chúng ta sẽ đến với phần kết cấu mái. Đây là cái phần hệ mái thì chúng tôi chỉ làm cái mái rất là đơn giản thôi. Đó, chúng ta sẽ tham khảo về chiều cao. Chiều cao của công trình này thì từ cốt sân đến đến cốt 00 là 450 tương với 3 bậc. Chiều cao tầng 1 4 mét rưỡi. Chiều cao của tầng 2 3 mét 6 và chiều cao khu vực mái là 3 mét 1 các bạn nhé. Đó. Thì chúng tôi cứ 2D các bạn vẽ 3D đi kèm, giúp cho gia chủ có thể giám sát dễ dàng khi công trình thi công. Cái mái trên thì chúng tôi vẫn đổ mái bê tông để chống nóng, chống thấm, và bên trên thì chúng tôi sử dụng sà gỗ thép nhẹ kết hợp với ngói bắn vít các bạn nhé. Đó. Rồi chúng ta sẽ quan sát về phần view 3D của công trình. Thì ý tưởng 3D của công trình là gì ạ? Là một công trình độc đáo, hiện đại và chưa từng có cái kiểu này ở cái khu vực thành phố Nam Định, để làm sao mà có thể thu hút được giới trẻ. Thì bạn sẽ thấy là ngoài cái việc tập trung vào không gian sân vườn rất là nhiều ở phía đằng trước, tức là
ngoài không gian thì chúng ta có thể ngồi cà phê máy lạnh ở phía bên trong, thì chúng ta có thể là ngồi ở phía bên ngoài vào những cái buổi chiều trời nó mát đấy, hoặc buổi sáng sớm đó, chúng tôi bố trí những cái bàn ghế ngoài trời. Và yêu cầu của gia chủ là anh Thắng là gì ạ? Làm sao đơn giản thôi, không cầu kỳ, nhưng mà kiến trúc nhìn vào là phải có điểm nhấn và người ta phải nhớ ngay đến quán cà phê và đến nhớ ngay đến tên thương hiệu. Thì các bạn thấy là các bạn chúng tôi sẽ làm một cái cổng parabol ở phía cái phía lối vào là cái điểm nhấn cho công trình về mặt hình khối, kết hợp với hệ vòm ở hai cửa hai bên đó, vào đầu mặt tiền rất là phẳng, không có cái điểm nhấn nhá gì cả đó, mà chúng tôi tập trung vào cái cổng parabol parabol ở phía đằng trước của công trình như thế này. Hệ mái cũng rất là đơn giản, không có gì khác biệt đó, nhưng mà chính cái điểm cổng kết hợp với cái tông hiệu ứng, cái tông màu sắc đã tạo ra cái điểm nhấn cho công trình này rồi. Đấy, đây là cái view mà chúng ta được nhìn từ ngoài vào, và kèm theo đó là những gì ạ, những không gian sân vườn tạo ra công trình, tạo ra cái điểm nhấn cho công trình rất là tuyệt vời. Ok, và chúng ta sẽ nhìn thêm những cái lối ở bên hông, tức là chúng tôi vẫn kê những cái bàn ở phía bên hông và có những cái lối đi và những cái góc check in các bạn nhé, rất là tuyệt vời như thế này. Đấy, các bạn thấy đá bước dạo kết hợp với sỏi và những cái mảng giả bê tông như thế này. Đấy, rất là chill ngồi ở phía bên ngoài. Đó. Thì làm quán cà phê để rất là đề cao cái sự sáng tạo các bạn nhé. Có sự sáng tạo thì chúng ta với có thể thu hút được khách hàng, tại vì khách hàng hiện nay đa phần nó là gì ạ, là độ tuổi rất là trẻ đó, và đến đây không chỉ là để uống cà phê thưởng thức ly cà phê ngon, mà họ còn muốn được có những cái địa điểm chill để check in, để khoe với bạn bè. Đấy, nên những cái không gian tiểu cảnh này chúng tôi rất là chú trọng để làm sao mà có thể viral được khi mà khách hàng đến trải nghiệm thưởng thức uống cà phê ở đây. Đấy, các bạn nhìn thấy ở những cái góc rất là chill đẹp như thế này đúng không ạ? Đấy, bên ngoài lại ngồi bên ngoài trời đó. Thì thực tế thi công như nào, thực tế thiết kế như nào thì thi công y hệt như vậy, thì các bạn có thể đến bạn xem đó. Rất đẹp đúng không ạ? Rất nhiều cái góc để mà check in, để mà chụp ảnh khi mà đến đây uống cà phê. Rồi các bạn có thể xem qua một đoạn gì ạ, chúng tôi giới thiệu thực tế nhé. Đó, là đâu các bạn ở khu vực Nam Định hoặc các bạn mà đi qua khu vực đại lộ Đông A, thành phố Nam Định, các bạn thể đến đây thì bạn trải nghiệm nó thực tế hơn. Đó, thì đấy là một cái số hình ảnh thực tế. Thiết kế như nào thì công trình y hệt như vậy luôn. Đấy, rất đẹp và bắt mắt. Rồi, cái không gian bên trong đấy đúng như các cái phương án mà chúng tôi đưa ra. Toàn bộ hệ trần ấy, thì bạn nhìn thấy chưa? Rất là đơn giản nhưng mà đẹp và bắt mắt đúng không ạ? Đấy, đây không gian quán ở trên tầng 2. Đó, rất chill như này. Và quán nó rất đông khách, thu rất nhiều bạn trẻ các bạn nhé. Đó. Thì một lần nữa chúng tôi rất là cảm ơn anh Thắng đã tin tưởng đúng một kiến trúc Sato để chúng tôi kiến tạo về không gian ngoại thất, không gian sân vườn và không gian nội thất cho quán cà phê của anh, một cái địa điểm rất là đẹp nổi bật ở khu vực ở đại lộ Đông A, thành phố Nam Định. Và nếu các bạn mà muốn có một công trình đẹp sáng tạo giống như của anh Thắng thì có thể liên hệ cho tôi trên bên dưới để kiến trúc Kisato chúng tôi về kiến tạo cho bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.